Hello, chào mừng các bạn đến với tựa game Dragon City. Mình là Sunita đây. Hôm nay cái bán rương sinh nhật lần thứ 8 các bạn ạ. Rương sinh nhật này thì chứa rất là nhiều rồng. Đặc biệt là mở ra 100% là dính rồng các bạn ạ, chứ không có trái cây trống. Là 400 game để cho một con rồng mà mở ra con rồng cấp 9 thì cũng như không các bạn ạ. Nên là mấy cái rương đó thì chơi sự kiện lấy được thì chơi, còn không thì thôi các bạn, khỏi đập. Rồi, nhà này lên level 6. Tiếp theo em nó sẽ lên level 7. Rồi, mình thu trái cây cũng như vàng một xíu nha các bạn. Vừa thu vừa lên con luôn. Đảo 4 thằng Long. Một mình tụi nó ở đó các bạn ạ. Mình đọc bình luận của mấy bạn, có mấy bạn hỏi là làm sao để cho rồng ăn nhanh vậy anh? Như thế này thì để cái mà các bạn đã cho rồng ăn nhanh được thì bước đầu tiên thì các bạn phải cập nhật phiên bản mới nhất của tựa game Dragon City. Cái hồi thì mình cũng có thấy những trong video trước cũng có những bạn comment chỉ mình là ấn ấn giữ im cái chỗ cho rồng ăn thì nó sẽ cho rồng ăn nhanh, mà lúc đó là mình chưa cập nhật được phiên bản Dragon City các bạn ạ. Mình nhấn mà giữ im không được. Sau đó mình vậy là do mình chưa cập nhật phiên bản mới, sau đó mình mới cập nhật. Đây là cái video hôm qua đấy thì mình ấn càng nhanh được. Còn bạn nào mà hiện tại không nhấn được hay là chưa biết cách làm thì đầu tiên các bạn phải tải nhầm phải cập nhật từ game Dragon City phiên bản mới nhất trước đã. Sau đó thì bạn vào game và nó khi cho rồng ăn thì nó hiện lên một cái câu tiếng Anh chỗ cho rồng ăn liền các bạn ạ. Đây. Ví dụ giờ mình cho con rồng này ăn xem. Này, nhấn vào đó các bạn thấy không, thông báo liền nè. Nhấn giữ im vào cái chỗ này này, chỗ phết này này là sẽ cho rồng ăn lên được nhanh thôi. Con này thì có thể bua chứ không cho. Con này cũng y chang luôn. Con này được. Con này chuyển qua đảo bóng tối được này. Ấy mình nhấn giữ im là nó tự trang các bạn ạ. À. Kiểu này không biết mà chừng đua Heroic các bạn. Nó lên item cho rồng ăn thì nhanh cỡ nào nhỉ? Lúc đó chắc chắc là nhiệm vụ rồng cho rồng ăn là nhiệm vụ sướng nhất các bạn, sướng hơn cả thu vàng nữa. Rồi ok, loại rồng này thì mình cho lên level 30 thôi các bạn ạ, không cho lên nhiều. Xem cái quảng cáo lấy đồ không ta. Thôi xem cái luôn đi. Rồi ok các bạn ạ, xem xong cái quảng cáo rồi. Ông lấy phần quà nhỏ của nhà Bác Khanh. Được 8 kim cương và 2 ống nghiệm. Rồi thì chuyển con rồng đây sang đảo chiến binh. Rồi ok. Xem thử hôm nay có rồng gì up này. Đây các bạn ạ, hôm nay có được con Bull Dragon. Con này là con rồng đợt Epic bữa trước. Rồi cho vô. Đó. Rồi với con này nữa, con này là con gì ta? Kama, Race Kama là gần. Đối với Race Kama thì cho vào nhà bên này. Con nào mới 25 đây? Heroic mà mới 25 là không được rồi. Lên. Đấy, lên ngay. Sướng thế nhờ. Nay mình bắt đầu khói cha rồng ăn rồi các bạn ạ. Lúc mình rảnh rảnh mình cũng vào mình lựa lựa mấy con rồng mà level 1 á, như mấy con này nè, mình cho ăn lên level 30 rồi mình chuyển đảo. Chắc bữa nào lên livestream ngầu cho rồng ăn quá. Rồi con này thì 30 nha các bạn, con này 30, bạn nào cần mua ốp thì con này recon ra là bán ốp. Ok, 30 đẹp. Đây đây, con này gì level 1 đây? Heroic hay Guardian mà level 1. Bậy quá à các bạn ạ, à. Lên lên lên. Dạng 2 của nó cái đạt level 10. Dạng 3 level 20.
Rồi, đối với rồng này thì level 30 là vừa các bạn ạ. Canh thẻ tay liền nhá. À, đảo này nhiều rồng lắm. Có con này 22 cho nó lên luôn 30 ấy. Này, con này chuyển qua đảo chiến binh ở luôn. Rồi, ok. Coi thử đảo này nó nhấn vào mấy cái ra bầu Habitat hơi bị lắc các bạn ạ, tại vì các cái con rồng đa phần là level cao cả. Con này là đi lạc nè. Đảo kia là đảo xịn của mình các bạn ạ. Hôm bữa mình lật đật mình cho rồng vào ấy. Này một sao, một sao thôi tạm cho lên 35 nữa nè. Rồi. Không biết sau này có nên nâng con Light Titan lên 70 không nhỉ? Tại hôm qua đi đánh đấu trường các bạn thấy mấy người ta cầm cũng Light Titan rồi, Ai Titan level 70 rồi nhìn cũng thấy thèm các bạn. À, hôm nay sự kiện thì không có con nào đi rồi các bạn ạ. Đợi ngày cuối ra con rồng Legend rồi đi, chứ hôm nay sự kiện này cũng không có gì đi cả. Nếu có thì chơi Runner, chơi Runner trần các bạn ạ. À, để vào up thêm mấy quả trứng nữa. Hiện tại thì mình chắc là chuyển hướng sang sưu tập rồng trong cái collection các bạn ạ. Sưu tập rồng trong collection, nói chung là sưu tập dần dần cũng như là up mấy quả trứng trong kho dần dần ra. Để nó nay đã có chỗ trống cho rồng ở rồi nên là thành ra cho ra được rồi các bạn ạ. Mấy hôm thì full full chỗ ấy. À, số lượng rồng khá nhiều nên cho không được. Bây giờ đã có mấy cái Rebel Habitat level 7 rồi, thoải mái, sức chứa của Nick đã tăng lên đáng kể các bạn, nên thoải mái cho rồng ra thôi. À, hiện tại thì mình đang up cái con này Baron Dragon để Baron nha, con nó không đọc Baron được. Baron Dragon ra để cho nó sưu tập cái bộ collection này các bạn ạ. Đây một collection này này. Đó, thấy không? À, hiện tại thì Nick có một số con rồng đã bị bán đi. Ví dụ như các bạn xem bộ collection này thì các bạn có thể thấy là như là con cát tút này, con này không có này. Con Tropico này, con này cũng không có. Nói chung là sau này nếu mà mình like ra được thì mình sẽ sưu tập sau để là cho mấy rồng nữa nó xuất hiện trong trên đảo sau các bạn ạ. À, ví dụ như đội này là còn con Best Dragon là lai được bởi hệ bóng tối và đất, chắc là đi lai rồng để chừa slot cho nó thôi. Bóng tối và đất, chúng ta xem thử bóng tối tìm con rồng Dash. Này, với con rồng đất chúng ta xem khả năng. À, có 5 khả năng để ra rồng các bạn ạ. À, 5 khả năng để ra rồng, và trong đó thì con Best là một trong những con rồng trong đấy. Tỷ lệ của chúng ta like được con này Best là 20%. À, 20% ra chứ mày. À, ok. Nếu bạn nào mà muốn like Legacy thì bạn cũng lựa hai con rồng mà like thôi, sau đó các bạn xem cái tỷ lệ, nếu mà like được Legacy thì like. Tới tỷ lệ mà có rồng Legacy nó hiện trong cái resort đó, cái kết quả like, nếu mà có Legacy thì các bạn lấy, các bạn like, còn không có thì chịu. Nhờ cây like nó dễ quá rồi, tỷ lệ like nó hiện ra đầy hết. À, bây giờ bạn hỏi mình cách like Legacy thì mình chỉ có thể chỉ như vậy thôi, còn lại các bạn tự vào danh sách rồng của bạn, các bạn chọn hai con ngẫu nhiên mà like nha. 12 tiếng rồng mới được được. Một nhà nữa, còn nhà nữa thì làm luôn. Này, vẫn còn một con rồng bóng tối nữa mà. Ôi. À, trên này nó tăng hai khả năng của việc lai rồng có gì ta? Có lai rồng trong trong đảo là bay ấy các bạn, nên nó có tăng khả năng lên xíu. 9 tiếng. À, hai này cũ này,
À, chỉ có cái này là ngon nè các bạn. Này là ra rồng mới này. Không biết phải con Best Dragon không? Nó Best Dragon bữa sau thu rồi. À, bữa sau thì có thể review được cái bộ collection kia bởi up con Bedon này. Và cái này tập sau nữa. Ok, để dành các bạn à. Cứ từ từ bình tĩnh. Rồi, chúng ta chơi runner một xíu ha. Coi thử nhiệm vụ gì đây. Ấp trứng với thu hoạch trái cây. Giờ sao ta nên làm nhiệm vụ ấp trứng không ta? Chơi cái này luôn hử? Sẵn tiện thử luôn các bạn. Con gì? Ngon. Best Dragon các bạn ạ, ra luôn. Rồi, vậy thì ở tập này mình cho con Badon với con Best Dragon ra. Chơi luôn. Lá lửa thì cứ để lên trên tay đã. Rồi, xong con Badon. Đấy. Rồi, hoàn thành bộ collection. Ok, một chú. Được con Energy Dragon các bạn, con rồng năng lượng. Rồi, về ấp chú ba Best Dragon luôn. Đây. Bóng tối đất. Mà cứ từ từ mình chơi anh xong. Rồi, hoàn thành tiếp bộ sưu tập thứ hai, bộ sưu tập Discover. À, sưu tập 20 con rồng gì đó, được 13 kim cương các bạn và con Island Best. Rồi, chúng ta xem thử The Dragon Collection. Rồi, giờ tới cái bộ Mythical là cần con Skywing và Island Best. Vậy thì bây giờ up Island Best ra. Con Skywing thì canh canh trong shop có bán không? Rồi mua các bạn ạ. Rồi. Cái tiếp theo. Cái này cần con Boreal và con Upskirt. Con này cũng trong West luôn. Vậy thì bây giờ up con Island Best với con nào đây ta? Có còn hai chỗ trống mà, ba chỗ trống mà. Con này cũng đấu trường luôn. Con nào cũng đấu trường hết các bạn mà mình lại không đánh đấu trường. Con này chịu. Con này cũng chịu luôn. Bộ nào làm được thì làm nhớ bạn ạ. Rồi, vậy thì từ từ mình sẽ đánh 6-6 để lấy orb của con Chinese với orb của con Make 6-6. Cái đó dành cho 6-6 các bạn ạ. Đây, rồi, có rồng ấp rồi. Zia Miko Forest. Ra ra nào. Zia Miko nhé. Đây. Tiếp con Forest. Rồi, với con Island Best. Đây. Rồi, đấy, tập sau ha. Để dành tập sau các bạn ạ. À. Hôm nay hai bộ sưu tập collection là quá ngon rồi. Rồi, nhận cái này. À, đánh 6v6, đánh 6v6 ốp con Chinese cũng như là con Ma kê. Coi thử ốp con Chinese mình có không. Chinese 31 ốp. Ủa rồng C ghi tên gì ta? À, con rồng đó mình không có một ốp nào luôn các bạn. Đúng rồi, hiểu 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 hiểu. Tức là con đấy mình không có một ốp nào hết. Đây, vô. Rồi, hai chìa khóa, hiện tại mình còn 136 chìa khóa các bạn ạ. À. Đây, chúng ta có 15 trận. Hôm nay chơi cái này đi. Mấy hôm chúng ta cứ chơi cái đấu trường đồ nhiều rồi. Hôm nay chúng ta đổi gió sang làn gió mới là làn gió 6v6 các bạn ạ. À. Ở đây mình cần combat 15 trận. 15 trận tức là mình sẽ chuyển đội hình từ cao đến thấp, từ trên xuống là 15 đúng không? Đây 1 nè. 2 nè. 3 nè. 4 nè.
5 nè, 6 nè, 7 nè, 8, 9, 10, 11, 12. Mình không sợ, mình sợ mình không không dám nhấn nhanh các bạn, tại vì nó còn lót rong các bạn thấy không? 13, 14, 15. Đây, đội hình 15 của chúng ta bao gồm những con rồng, có một con rồng 1 sao, còn lại là các con rồng level 40 các bạn ạ. À. Rồi, đợi nó lót rồi. Rồi, nó mới lót vào các bạn ạ, à, mà chưa lót được mấy cái mặt con rồng. Rồi, ok, đã lót xong. Chúng ta combat ta. Ui, 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 ui. Mình sợ văng các bạn ơi, nãy nó lag. Mới nhấn star mà sợ sợ văng quá. Mấy trận đầu này đánh dễ ồn các bạn. Đây là rank C mà. Có phải là rank legend đâu mà căng thẳng đúng không? Đội hình 15, 15 này thoải mái đánh rồi. Rồi, trận đầu tiên. Trận tiếp theo. Đội hình 14. Nhắn lên. Đội hình này gồm 4 heroes, 2 mythical. Một con là 40, một con 35 một sao. Rồi, đã lock xong, start. Rồi, bên kia được đánh trước các bạn ạ. Hai con. Nó toàn lừa khách hàng nó đánh không các bạn, nó rất là khôn. Bên này nó rất là khôn các bạn. Trong 6 con nào bị khách hàng thì nó dùng đam khách hàng nó đánh vào trước, chứ nó không đánh theo thứ tự các bạn. Đấy. Còn con này, lại khách hàng tiếp Best Mod skill lửa. Về thành. Rồi, trận tiếp theo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 heroes level 30 các bạn. À, đội hình mình yếu nhỉ. Đội hình thứ 13 mà toàn heroes không vậy. À, để nó lót cái mặt mạng heroes xíu ạ. Nó chưa lót xong nữa, thôi cái khúc. Rồi, ok, đã lót xong rồi các bạn. Vô. Hiện tại các bạn có thể thấy là bên đội hình của mình là có 3, 5 con Heroic bay bay, một con Heroic 4 chân đi trên mặt đất các bạn. Đúng không? Một con chỉ có con này là 4 chân đi trên mặt đất, còn 5 con này là bay hết các bạn ạ. Con nào cũng 2 chân 2 tay bay bay lên lửng trên bầu trời hết đó. Rồi, chú này lên rank C trừ. Chú này rank C trừ. Không biết có làm nhiễu loạn hệ thống của mình không nữa. Rồi, trận tiếp theo. Đấy, biết ngay mà nó làm nhiễu loạn hệ thống liền các bạn ạ. Rồi. Vì bị nhiễu loạn hệ thống nên ta cho rồng tít nem gì đây vô. Có em ạ, à, có. Đây, rồng lửa các bạn. Xíu anh riếp em sau, tưởng con gì vậy. Có ốp lành bán hết. Hình như có một số con có thì phải. Một số con chưa sản xuất được. Ghê chưa. Con này là con gì ta. Con R40 A cộng thôi các bạn ạ. Mà nó cũng lọt vào top 12 rồng số 6 của mình các bạn. À, sau đó là Corrupted Flame. Đấy, biết anh biết mà. Rồng lửa đấy mới mua cho mua chi con rồng lửa kia. À, rồng lửa của mình đam vẫn ok các bạn. Chắc trận sau cho mấy rồng lửa quê combat quá. Đúng không? Trận này cho mấy rồng lửa combat chả vui. Ok, sẵn bạn ấy nói. Chúng ta cho mấy rồng lửa combat trận này cho nó vui nha các bạn. Vấn đề là phải thuộc tên. Nè, nhớ là mình nhớ rồng lửa đó có một con rồng C, một con rồng R. Đây. Action. Con tiếp theo là toàn bộ là rồng C hết. Đấy. Light Dragon Test. Internal D Dragon Test.
Tiếp theo là Flying Chess. Còn nữa chứ ta? Ui dồ, học xem ngầu. Giờ tìm mấy rồng lửa đó hơi mệt các bạn ạ. Ia. Lót rồng mà nó lắc vậy luôn nè không? Ngồi cái này chắc là mình phải kết thúc đi tìm rồng các bạn, tại vì rồng sơ cũng nhiều con level 40 quá. Rồi ok các bạn, hai thành viên còn lại mình để tìm ra rồi đây. Đây đây, rồi chúng ta vào combat. Đội hình toàn rồng lửa nhưng không phải lửa các bạn. Ok chưa? Đây là những con rồng lửa mà không phải lửa của mình. Này lửa một cái skill băng á, rồng lửa một cái skill băng đấy. Rồng lửa một cái skill lá này. Còn con này là chịu skill gì? Skill thường các bạn, đam tay thường. Con này skill đất khắc hạ liền. Con tiếp theo skill đất các bạn ạ. Con cuối skill lá. Băng về thành. Nãy quên chụp lại cái bức ảnh xấu con đang đứng. Rồi, bây giờ còn 10 trận nữa, thôi để dành tập sau quýnh nha. Cho cái này các bạn coi xem nữa, nó lâu lắm. Để dành tập sau quýnh nha các bạn. Rồi, ok. Và video đến đây là kết thúc. Chào tạm biệt các bạn nha.